xếp thời gian cho mỗi chúng con và tấm lòng của chúng con cũng được mở ra để ngày hôm nay chúng con lại tạo cho mình cơ hội thì giờ ngồi dưới bệ trên Cha và học hỏi lời của Ngài. Xin ơn Thánh Linh của Cha tiếp tục ở cùng soi sáng trên tất cả chúng con. Khi chúng con học lời Ngài thì tư tưởng của Ngài, Thánh Linh của Ngài đổ tràn trên tất cả chúng con, nên tất cả những điều mà chúng con học được ngày hôm nay không đến từ sự khôn ngoan của con người, nhưng đến từ sự soi dẫn của Thánh Linh Cha. Hết thảy chúng con hiệp nguyện, tạ ơn và cầu xin trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi, tạ ơn Chúa. Cảm ơn tất cả mọi người. Trước khi mà chúng ta qua bài học ngày hôm nay, thì mình muốn được ôn lại bài học tuần trước, vì tất cả những cái điều này nó liên hệ chặt chẽ với nhau ha. Nếu chúng ta hiểu được những gì đã xảy ra thì chúng ta mới có thể đi tiếp được nha. Và trong cái phần này thì mình cũng mời gọi mọi người chúng ta tự nhiên, nếu chúng ta có thắc mắc gì chúng ta có thể dừng bài học lại để chúng ta trò chuyện với nhau nha. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta học, chúng ta ôn lại bài học từ chương 2 nè. Thì mọi người có nhớ là chúng ta học được những cái gì từ chương 2 của sáng thế ký? Mấy cái đồ micro này nhiều khi nó cũng đi trouble. Thôi giờ mình nói lại một chút nha, để chúng ta cùng ôn lại. Thì từ chương 2 chúng ta học được rằng ngày thứ bảy là ngày thánh và được Chúa chúc phước. Cái điều thứ hai chúng ta học được đó là Chúa dùng chính tay Ngài để tạo nên con người, hạ sinh khí và con người trở thành một linh hồn sống, hay còn gọi là sinh linh. Điều thứ ba, Chúa dựng bối cảnh cho con người sinh hoạt trong vườn Ê-đen và có những luật lệ rõ ràng. Và điều thứ tư chúng ta học được đó là hôn nhân là giữa nam và nữ. Mình có nhớ chúng ta kết thúc cái bài học tuần trước hơi vội, tại vì đây là một cái đề tài cũng khá quan trọng. Và cũng để trả lời cái câu hỏi của em Bích Liên, nhưng có thể là cũng chưa được thỏa đáng cho lắm. Thì ở đây mình chỉ xin nói đơn giản là như vậy, là như thế này. Bên cạnh những cái điều chúng ta đã trao đổi, thì nói chung ý định ban đầu của Thiên Chúa là một người nam và một người nữ. Chúa tạo nên với những cái đặc tính hình thể khác nhau để hai người có thể kết hợp và nên là một. Nhưng sau khi con người phạm tội, tức là chúng ta sắp sửa học trong chương 3, bắt đầu cái tấm bi kịch của nhân loại bắt đầu như thế nào, thì sau đó tội lỗi gia tăng và con người biến dạng, có những cái hình thái khác nhau. Thì nói chung cái điều mà ngày nay người ta hay gọi là người nam mà hình thể hay là hành động giống người nữ, hay là người nữ mà lại vạm vỡ này kia như người nam, rồi người ta biến đổi rồi này kia đó, thì đó là cái sự cũng giống như là một cái căn bệnh, và nó không có phải là nhiều. Nhưng lý do tại sao mà ngày hôm nay nó lại quá phổ thông và trở nên một cái phong trào được cổ suý, được hỗ trợ, cũng như là mà những người nào mà nói khác đi, nếu mà chúng ta nói một cách đơn giản là hôn nhân là giữa nam và nữ, thì ngày hôm nay rất nhiều người không đồng ý và họ nói rằng chúng ta kỳ thị nha. Thì mình xin chỉ nói tóm gọn lại như thế này,
Còn chắc chắn trong quá trình học gì thêm chúng ta cũng sẽ biết hơn nữa. Và ngày hôm nay chúng ta bước vào bài học thứ giọng Quảng Nam bật sệt. Bảo là âu yên. Chị Hạnh chưa bật mic. Nó bị trục trặc đó. Dạ, nó bị trục trặc nặng luôn. Dạ, mà bây giờ, dạ, bây giờ xin lỗi mọi người rất nhiều nha. Bây giờ mình không biết đâu rồi, nó nằm đâu rồi. Dạ. Bây giờ nghe rồi. Dạ, nghe rồi. Rồi, vậy bác Thanh ơi, bác Thanh đọc giùm em cái phần mà loài người bị cám dỗ và phạm tội được không ạ? Dạ. Trong tất cả các thú rừng mà Chúa, Đức Chúa Trời tạo nên, rắn xảo quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ, có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không? Người nữ đáp cùng rắn, chúng tôi được ăn các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng ở giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn trái cây đó, cũng không được động đến nữa, kẻo các con sẽ chết. Rắn bảo người nữ, chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó ông bà ăn trái ấy, mắt ông bà sẽ mở ra, ông bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện ác. Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon, vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó. Chồng cũng ăn nữa. Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ kết lá vả làm khố che thân. Rồi, dạ, em cảm ơn bác Thành. Thì trong đây tả khá chi tiết cho chúng ta thấy từng bước một tại sao và như thế nào con rắn đến gần
và nói với người nữ. Thì cái cách mà con rắn hay nói chung là hình tượng của Satan, khi nó nói với chúng ta thì luôn luôn nó sẽ dùng một cái dấu hỏi để đánh vào cái sự chú ý của chúng ta. Nó sẽ không đến nói là ồ tôi biết rồi, Chúa không có cho các ông bà ăn cái trái cây này kia, nhưng mà nó nói sao, có phải không? Thì ngày hôm nay đó, khi mà chúng ta đối diện với lại rất nhiều những cạm bẫy này kia, chúng ta cũng sẽ thấy ma quỷ cũng sẽ nói cái câu đó với chúng ta, những kẻ dụ dỗ cũng sẽ nói câu đó với chúng ta, có phải là ba mẹ không cho bạn đi chơi tối phải không? Có phải là trong trường cấm không được dùng ma túy? Chúng ta để ý cái điều đó, rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái mưu trước của ma quỷ từ thời Adam và Eva tới bây giờ vẫn y như nguyên. Và chúng ta sẽ thấy nè, cái điều sai lầm của tất cả con người chúng ta đó là chúng ta đáp lại với ma quỷ. Thay vì chạy đi, thay vì tránh xa, vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không thể nào mà gọi là chúng ta có thể đương đầu với mưu kế của ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta đáp cùng nó như là Eva đáp cùng rắn, thì chúng ta sẽ mắc bẫy. Eva nói sao? Chúng tôi được ăn các cây trong vườn, nhưng mà về trái cây trồng giữa vườn thì Đức Chúa Trời đã phán các con không được ăn trái cây đó, cũng không được động đến nữa, kẻo các con sẽ chết. Nhưng mà khi mà chúng ta trở lại cái chương 2 đó, khi mà Chúa nói với Adam và Eva không phải là cái chữ kẻo các con sẽ chết, mà là chắc chắn các con sẽ chết. Chúng ta thấy cái ngôn ngữ không? Khi mà cái ngôn ngữ đó giống như là chúng ta làm nhẹ nó đi đó, giống như chúng ta làm nhẹ những cái lời dạy của Chúa đi, thì nó đã gọi là nó đã bị đặt xuống một cái bậc mà nó không nói đủ cái sự nghiêm trọng của nó. Thành ra thế là con rắn nó nói liền, rắn bảo người nữ chắc chắn không chết đâu. Chứ chi chúng ta đã thấy rằng nó phản biện lại cái lời của Đức Chúa Trời. Và từ đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái đó là lý do tại sao mà con rắn thì được gọi là, hay là Satan được gọi là cha của ma quỷ, là kẻ nói dối. Tại vì nó sẽ nói dối, nó sẽ nói sai lời của Chúa. Thành ra chúng ta thấy nè, chắc chắn không chết đâu. Vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó ông bà ăn trái cây ấy sẽ mở ra mắt ra, sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện ác. Cái chuyện điều thiện ác đây, chút nữa chúng ta sẽ đề cập tới. Nó không giống như là cái ý chúng ta nghĩ, hay là giống như là cái rắn, con rắn đó, nó muốn gieo vào đầu óc của Eva rằng Chúa giữ lại những cái điều tốt nhất mà Chúa không cho. Thành ra nó gợi lại, nó làm cho Eva nghi ngờ cái tình yêu của Chúa, cũng như là nghi ngờ cái sự giảng dạy, chỉ dạy của Ngài. Thành ra người nữ thấy trái cây, chúng ta để ý từ đây chỉ thấy nha, thấy sao? Ăn ngon, đẹp mắt, lại quý vì mà mang trí khôn. Thì nếu chúng ta có cái dấu cái như là Kinh Thánh ấy, thì chúng ta ghi chú vào cái đó đó các bạn. Tại vì trong sách 1 Giăng đoạn 2 câu 16 đó cũng nói y như vậy. Tức là sự mê tham của mắt, sự ham mến của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời là ba cái điều mà ma quỷ sẽ đánh,
sẽ cám dỗ chúng ta từ thời của Eva tới thời của Chúa Giêsu cũng y như vậy, và tới thời của chúng ta cũng không khác đâu nha. Thành ra chúng ta để ý cái điều đó. Rồi liền hái và ăn, cái động tác rất là gọi là quyết định phải không? Ok, rồi tôi hái ăn, nhưng chẳng những ăn không mà còn muốn thêm người, kéo người về phe mình nữa. Thành ra vừa ăn vừa đưa cho chồng. Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ kết lá vả làm khố che thân. Chúng ta để ý này, hồi xưa mình đi đến những cái miền Tây đó, mình thấy những cái bà coi như là chắc cũng phải 7-8 tuổi rồi, nam nữ gì cũng vậy, trần truồng nhảy xuống sông tắm một cách rất là vô tư, không sợ gì hết, không xấu hổ. Tại sao vậy? Chúng ta nghĩ coi, có phải là vì những bạn đó không hề có cái tư tưởng gọi là tình dục gì ở trong người mình, mà rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên, nên các bạn đó không thấy rằng mình trần truồng, đúng không? Chứ còn chúng ta bây giờ, bởi vậy chúng ta để ý, chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta có những điều có thể Chúa không muốn cho chúng ta nhìn thấy, vì Chúa không muốn chúng ta thấy cái sự trần truồng lõa lồ của mình, và Chúa muốn che mắt chúng ta để chúng ta được hưởng cái sự vô tư, sự hồn nhiên, mà không nhìn thấy, không chứng kiến, không kinh nghiệm những cái điều ác. Nhưng nếu chúng ta trái lời thì vâng, chắc chắn mắt chúng ta sẽ mở ra. Nhưng mà mở ra là để gì, làm gì? Là để thấy những cái điều xấu hổ của mình, chứ không phải là thấy những điều tốt đẹp. Bây giờ chúng ta đi qua, tiếp tục qua một cái phần nữa nha. Rồi, thì đó là bắt đầu cái tấm bi kịch của nhân loại, phải không? Và cái hậu quả của sự không nghe lời là gì? Không biết có bạn nào có mặt ở đó có thể đọc giùm mình được không? Em đọc, em sẵn. Rồi, chị nhờ Bích Liên nha em. Vâng, nghe tiếng Chúa. Lúc Chúa Trời đi lại trong vườn, lúc chiều mát, Adam và vợ ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt Chúa. Đức Chúa Trời gọi Adam hỏi, con ở đâu? Adam thưa, con nghe tiếng Ngài trong vườn nên sợ, vì con trần truồng nên trốn. Đức Chúa Trời hỏi, ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây ta dặn đừng ăn phải không? Adam thưa, người nữ Ngài đặt bên con đã đưa cho con trái cây đó và con ăn rồi. Đức Chúa Trời hỏi người nữ, con đã làm gì vậy? Người nữ thưa, con rắn lừa gạt con nên con ăn. Dạ xin hết ạ. Rồi, chị cảm ơn Bích Liên nha. Thì ở đây chúng ta thấy tiếp theo, sau khi Adam và Eva thấy cái sự lõa lồ, trần truồng xấu hổ của mình, thì làm gì? Thì ẩn nấp. Chúng ta thấy cái ở trên đó là cái điều này cho chúng ta thấy là thường thường buổi chiều Đức Chúa Trời sẽ đi lại trong vườn lúc chiều mát, và trong lúc đó Ngài nói chuyện với Adam và Eva, kia hai bên đồng trao đổi. Nhưng ngày hôm nay thì khác. Adam làm gì? Ẩn nấp. Adam đi trốn. Tại sao Adam đi trốn? Thì Adam đã trả lời Chúa nè, con nghe tiếng Ngài nhưng con sợ. Tại sao Adam bây giờ lại sợ? Cái nỗi sợ đầu tiên trong cuộc đời của ông, phải mà, vì ông đã ý thức được rằng ông đã bất tuân lời Chúa, ông đã làm buồn lòng Ngài.
Nhưng mà chúng ta thấy mình khi mà mình đọc á, mình cứ thấy cái câu này mình rất là cảm động. Cái câu số 9 đó, Chúa Đức Chúa Trời gọi Adam hỏi con ở đâu. Chắc chắn Chúa biết những gì Adam đã làm. Nhưng Chúa vẫn hỏi, Chúa vẫn muốn cho Adam có cơ hội đối mặt với Ngài và nói chuyện với Ngài. Thành ra, và ngày hôm nay cũng vậy. Nhiều khi mình có cái cảm giác Chúa đang hỏi rất nhiều người đang ẩn trốn Chúa rằng con ơi, con ở đâu? Ngày hôm nay chúng ta còn đang đi đi học lời Chúa hàng ngày, chúng ta còn cầu nguyện, chúng ta còn tương giao với các anh em mình. Chúng ta thấy cái điều đó nó không có là quan trọng. Nhưng các bạn biết không, nếu mà đã có thời gian chúng ta xa cách Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng vâng, chúng ta sợ và chúng ta không dám đối mặt với Chúa như Adam không dám đối mặt với Đức Chúa Trời. Thì câu 11 Chúa hỏi là ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây ta dặn đừng ăn phải không? Bắt đầu từ câu 12 tới câu 13 chúng ta lại thấy một cái trò chơi của con người là làm gì? Đổ lỗi cho nhau. Không ai nhận hết, không ai nhận trách nhiệm hết. Mà tại cái chuyện này, tại cái chuyện kia, tại người này, tại người kia. Chúng ta thấy không? Adam thưa, người nữ Ngài đặt bên con đã đưa con trái cây đó và con ăn rồi. À, Adam không nhận tội, nhưng mà Adam đổ cho người nữ. Rồi, bây giờ Chúa hỏi người nữ, con đã làm gì vậy? Thì người nữ thưa, à, con rắn lừa gạt con nên con ăn. Chúng ta thấy không? Bây giờ đó, trong cái những cái sinh hoạt của đời sống, trong những cái quyết định, trong những cái chọn lựa, nhiều khi con người không dám đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng sẽ luôn luôn đổ lỗi cho gì? Cho hoàn cảnh, cho người này, người kia, cho những cái điều không thuận tiện, vân vân. Bởi vậy chúng ta, và khi tới lúc này mình nghĩ rằng tới cái lúc mà khi mắt họ mở ra, họ thấy họ trần truồng rồi đó, thì người nữ mới hiểu rằng con rắn đã lừa gạt họ. Như là cái lời Eva nói với Chúa ở đây. Chúng ta tưởng tượng cái nỗi buồn của Chúa đến như thế nào. Và mình cũng, nhiều khi mình cũng suy nghĩ nhiều khi đọc những cái câu chuyện này, là chắc chắn trong đầu của Chúa, chính Chúa cũng hỏi, ta phải làm cái gì để xử những người này đây? Thì kế tiếp chúng ta đọc cái bản án Chúa dành cho cả ba, từ con rắn tới người nữ và người nam. Chúng ta thấy cái thứ tự khi mà Chúa ra đưa ra hình phạt nó khác với cái thứ tự Chúa hỏi lúc nãy. Tại sao Chúa lại không hỏi Eva trước mà Chúa lại hỏi Adam trước? Thì chúng ta đều biết và chúng ta cũng đã nghe một số những nhà biện luận, những nhà coi như là biên khảo Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đó là vì Chúa tạo nên Adam trước và Chúa giao cho Adam quyền làm chủ trên tất cả, ngay cả trên người nữ ở cạnh mình. Thành ra khi cái trách nhiệm trong gia đình không phải là của người luôn luôn sẽ đặt nặng trên người nam,
người nam sẽ phải trả lời với Chúa về những cái chuyện xảy ra. Nhưng mà bây giờ khi mà Chúa phạt nè, chúng ta thấy Chúa đi từng người một, phải không? Thì Chúa bảo, Đức Chúa Trời bảo con rắn, vì mày đã làm điều đó nên mày sẽ bị rủa xả giữa tất cả các loài gia súc và thú rừng. Rồi mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót trên người. Thì khi đây là một cái lời Chúa tiên đoán cho những chuyện sẽ xảy ra về sau. Đây là quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta đọc cái quyển sách cuối cùng của Kinh Thánh là Khải Huyền đó, sẽ nhắc lại cái chuyện này nè. Dòng dõi của con rắn là dòng dõi của Satan. Dòng dõi của người nữ tượng trưng cho dòng dõi của Chúa Giê-xu. Thì hai bên sẽ luôn luôn không thể nào gọi là sống chung hòa bình được các bạn. Nhiều khi chúng ta cứ nói là thôi mình cứ du di đi để cho bên nào cũng sống này kia vân vân. Nhưng thực sự chúng ta cần phải hiểu rằng không có sự thỏa hiệp dành cho ma quỷ được đâu. Tại vì ma quỷ sẽ không bao giờ bằng lòng với cái sự thỏa hiệp, nhưng sẽ luôn luôn muốn cắn chúng ta, muốn tấn công, muốn hủy diệt chúng ta. Ở đây chúng ta thấy nè. Rồi bây giờ tới câu 16, cái hình phạt dành cho người nữ. Ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn khi thai nghén và đau đớn khi sinh đẻ. Dục vọng con sẽ hướng về chồng và chồng sẽ quản trị con. Mình không biết là khi mà các bạn, ví dụ như là Bích Liên nè, khi mà em sinh nở thấy những cái đau đớn, có chắc chắn là chưa từng bao giờ có thể đau đớn như vậy. Thì lúc đó em chưa học Kinh Thánh, phải không? Thì ngày hôm nay khi mà em học những cái điều này, thì không biết là em có điều gì em có thể chia sẻ không, Bích Liên ơi? Em cảm ơn chị Hạnh. Chào Bắc Thanh, chào tất cả anh chị em. Thực sự thì cái cơn đau mà lúc mình vượt, phụ nữ vượt cạn ấy, thì nó rất là khác hoàn toàn với những cái cơn đau mà mình có thể gặp trong bất kỳ những tình huống nào có thể xảy đến với mình trong cuộc đời. Nhưng mà sau khi mà mình vượt qua cái cơn đau vượt cạn, để có khi mà bác sĩ y tá lấy được em bé ra khỏi cái tử cung của mình ấy, thì cái cảm giác sung sướng ấy, nó cảm giác sung sướng hạnh phúc nó tràn ngập luôn. Khi mà mình được nhìn thấy hình ảnh em bé mà y tá đưa cho mình nhìn, lúc đấy cái niềm vui sướng, niềm hạnh phúc nó rất khó để diễn tả. Và nhờ khi mà em biết Kinh Thánh và em đọc đến cái đoạn này, thì em mình nghĩ lại tất cả những cái lời mà Đức Chúa Trời phán cho người nữ, thì em thấy rằng là đặc biệt là những cái ngày hàng tháng, em thấy rằng là mình thấy rằng là cái nếu như mà tổ phụ của mình lại có cái suy nghĩ tổ phụ của mình là Eva, mà nếu mà tổ phụ không bị con rắn nó mua chuộc, không bị thì đến bây giờ mình không phải chịu những cái khó chịu, rồi những cái nó rất là khác mà người đàn ông người ta không phải chịu cái điều đó. Tuy nhiên thì sau khi học Kinh Thánh thì cái tôi trong con người của em nó giảm xuống rất là nhiều. Bởi trước đây thì con người cứ truyền tai nhau rằng là nam và nữ phải có cái sự bình đẳng, không có cái chuyện là nữ làm việc này và nam lại không làm việc đó, và không có cái chuyện là, đặc biệt là ở ngoài miền Bắc ấy, thì rất là trọng nam khinh nữ. Nam thì được ngồi mâm trên mà phụ nữ thì chỉ có ngồi mâm dưới thôi. Thì em hiểu được rất rõ cái nguồn gốc và cái nguyên lý tại sao người nữ lại cần đồng hành song song bên người nam, và nó có những cái
cái nguyên tắc, cái quyền mà Đức Chúa Trời phân đi là không được phép vượt quá. Và em rất là nhớ cái câu mà thầy Mục Trung Sư Trung có giảng là tại sao lại là cái xương sườn, lấy Đức Chúa Trời lấy cái xương sườn của người nam để tạo ra người nữ. Ở đây nó tạo ra cái sự hỗ trợ nhau trong cuộc sống, không phải là vợ thì có quyền chè đạp đầu cưỡi cổ người chồng, mà không phải là chồng mà lại có được cái quyền là chà đạp người vợ xuống cái bàn chân của mình. Đấy, em cảm ơn chị đã cho em cái cơ hội để giải bày cái sự thấu hiểu của em về cái đoạn kinh thánh này ạ. Amen. Dạ, tạ ơn Chúa, cảm ơn lời chia sẻ của em. Và mình thấy mình rất là thích những cái trao đổi này, tại vì nó rất là thật, phải không? Nó rất là đời thường, để mà mỗi người chúng ta khi mà người nữ qua những cái cơn mà người ta gọi là vượt cạn như vậy đó, thì chúng ta lại càng nhớ về những cái ngày đầu tiên khi mà Adam và Eva đã phạm tội như thế nào. Và những cái điều này chúng ta cần phải nhớ một điểm nữa, đó là khi Chúa phạt con người thì người đau nhất là Chúa, chứ không phải con người đâu các anh chị em. Vì sao? Vì nếu mà chúng ta cũng giống như là một người cha, khi phải cha mẹ khi phải phạt con thì nó đó, nó có thể đau 5-6, nhưng mà cha mẹ còn đau lòng gấp 10 nữa, phải không ạ? Thành ra chúng ta cũng hiểu rằng cái sự đau đớn của thể xác của con người, nhất là của người nữ khi mà sinh nở, nó là một lúc rồi nó sẽ qua. Nhưng mà giống như là chúng ta đều biết rằng cái tình thương của Chúa thì nó tiếp tục, nó bao phủ cái cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và khi mà chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta hiểu được cái thứ tự trong gia đình, cái điều hay là những cái điều trong xã hội, chúng ta sẽ rất là yên tâm, và chúng ta không phải mà gọi là trằn trọc, trăn trở, cứ đòi phải cách mạng điều này, cách mạng điều kia, người nữ phải vùng lên, phải này kia. Không, chúng ta không cần những tất cả những cái điều đó, phải không ạ? Chúng ta cứ làm tròn những cái phần việc mà hay là cái phần của mình trong một cái bối cảnh của gia đình, rồi bối cảnh của xã hội. Chúng ta có những cái điều đặc biệt mà người nam không thể có, phải không ạ? Thành ra, và người nam cũng không có phải chịu những cái đau đớn khi mà sinh con như chúng ta. Nhưng mà từ câu 17 chúng ta biết rằng đây là cái hình phạt Chúa dành cho tất cả con người này. Đó, vì con đã nghe lời vợ ăn trái cây, ta đã truyền lệnh đừng ăn, nên đất đai bị rủa xả con. Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn, đất sẽ sinh các loài gai góc, vân vân. Và tới một ngày con sẽ trở về đất, vì con là bụi đất, con sẽ về với đất bụi. Chúng ta nhớ đó là ở trong vườn Eden đó, con người không biết sự chết là gì. Nhưng ở đây, bây giờ bắt đầu chúng ta đã thấy sự chết vào thế gian. Thành ra bây giờ cũng mình xin phép, tại vì bài này khá dài với lại những cái chi tiết rất là quan trọng, nên mình xin phép dừng ở đây để mà Hội Thánh ngày hôm nay sẽ chuẩn bị để cùng dự lễ tiệc thánh. Nên mình xin phép dừng ở đây nha. Không biết là anh chị em mình bây giờ có suy nghĩ gì hay là có điều gì muốn phản ánh trước khi chúng ta cầu nguyện kết thúc phần học Kinh Thánh ngày hôm nay. Dạ, nếu mà không có ai có gì, chúng ta hẹn tuần sau chúng ta sẽ học kỹ hơn, và chúng ta sẽ tóm lược lại những cái bài học cho chương 3. Giờ này vậy xin mời bác Thanh cùng dâng lời cầu nguyện cho cả lớp được không ạ?
Xin anh chị em chúng ta cùng hiệp lòng để cầu nguyện. Kính lạy Cha Chi Thánh của chúng con là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng, là đấng đã tạo nên vũ trụ càn khôn này, và Chúa đã tạo dựng nên chúng con theo ảnh tượng vinh hiển của Ngài. Nhưng bởi tội lỗi mà chúng con cách xa Chúa, đây là điều mà chúng con rất là đau buồn. Và chúng con biết rằng Đức Chúa Trời, Cha yêu thương của chúng con càng đau buồn hơn. Xin Chúa thương xót đối đến mỗi một chúng con mà tha thứ và tẩy sạch mọi tội ô của chúng con nhờ huyết báo của Cứu Chúa Giê-xu đã tuôn đổ trên thập tự giá. Lạy Chúa, nhân từ giàu lòng thương xót của chúng con, sáng hôm nay chúng con ôn lại những điều mà chúng con học ở trong chương 3, và chúng con thấy rằng ban đầu Đức Chúa Trời muốn tất cả loài người chúng con được hạnh phúc tuyệt hảo, nhưng bởi tội lỗi mà chúng con đã làm, tội lỗi của tổ phụ chúng con đã làm cho hậu duệ, tức là chúng con ngày hôm nay rất là bi thương. Chúng con chỉ biết trông cậy nơi Chúa và bởi đức tin, và Chúa nhắn nhủ cho chúng con trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Đây là lời tiên tri mà chính Cứu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã trở thành người để mua chuộc, để cứu rỗi chúng con. Và chính điều này làm cho chúng con thêm được sự phấn khởi, hưng phấn ở trong lòng, để rồi chúng con đắm chìm trong đức tin, yêu thương của Đức Chúa Cha, và chúng con tin nhận Chúa Giê-xu hầu cho đời sống của chúng con càng ngày càng được phước hạnh, để rồi một ngày kia khi Chúa Giê-xu trở lại, chúng con sẽ được trùng phùng ở trong nhà Cha yêu dấu của chúng con ở trên trời. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng. Chúng con cầu xin Chúa ở cùng với chúng con, an ủi và khích lệ đức tin của mỗi một chúng con, để chúng con hết lòng trông cậy nơi Chúa, và chúng con có một đời sống đã hiểu rõ về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để rồi chúng con mỗi một ngày chúng con càng tiến nhanh, và chúng con bước đi theo Chúa, hầu cho đời sống của chúng con được đầy tràn phước hạnh của Chúa. Chúng con đội ơn Chúa vô cùng. Chúng con xin tái hiến dâng mỗi cuộc đời của chúng con trong bàn tay yêu thương, chăm gìn, che chở, và Chúa ở cùng chúng con luôn cho đến tận thế. Chúng con cảm tạ Chúa và hiệp lòng cầu nguyện. Xin nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.